Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 8 tháng 7. Hôm nay, rãnh áp thấp có hướng Tây Bắc, Đông Nam có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với trường gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại. Nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mưa vẫn còn xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 70mm, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét, gió giật mạnh. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 10 tháng 7. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo do mưa lớn nên ở khu vực trũng thấp và đô thị có khả năng xảy ra ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa nhiều đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 84 đến 89%. Khu vực huyện Côn Đảo nhiều mây, đêm có mưa, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 84 đến 89%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, cấp 7, cấp 8 biển động. Tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 7 năm 2021, mực nước cao nhất 335 cm xuất hiện lúc 2 giờ 45 phút, thấp nhất 40 cm xuất hiện lúc 19 giờ 45 phút.